Lão Pháp Sư tình Không Tập 120 Các vị đồng học Xin chào mọi người Hôm nay Các đồng học Ở Bắc Kinh Đã nêu ra 7 vấn đề chúng tôi xin sử dụng thời gian này để giải đáp vấn đề thứ nhất nói có một vị cư sĩ bị bệnh bác sĩ nói là lành tính hay là ác tính khả năng chỉ là một nửa đây là việc vẫn chưa thể nào xác định được Ông gì đến Singapore Cho nên không có nhập viện Ông đã ở trước Bồ Tát Phát nguyện là Sẽ niệm Bạch Y Đại Sĩ Thần Chú Đồng thời sẽ in 1.200 quyển kinh này Xin hỏi sư phụ Là ông nên làm như thế nào Vì khi đó nhất thời Không suy nghĩ kỹ nên đã phát nguyện hiện tại ông không biết là nên chuyên niệm phật hiệu hay là y theo sự phát nguyện mà làm thỉnh sư phụ chỉ điểm cho ông việc con người sanh bệnh lúc trước trong lúc giảng giải chúng tôi đã nói qua nhiều lần rồi Nguyên nhân của việc sanh bệnh Quy nạp trở lại Không ngoài Ba điểm Thứ nhất là Việc ăn uống Ngủ nghỉ của chúng ta Không phù hợp Người xưa đã nói Bệnh từ miệng vào Hòa từ miệng ra Cho nên Trong đạo dưỡng sinh thì đối với việc ăn uống ngủ nghỉ Như định phải nên chú ý việc đó có thể giảm thiểu đi những bệnh tật gì sinh lý loại thứ hai là bệnh oan nghiệp là do oan gia trái chủ đã tìm đến thân của chúng ta giống như các vị đã xem từ bi tam mùi thủy xám ngộ đặc quốc sư đã bị một nhọt mặt người loại này là thuộc về bệnh oan nghiệp bệnh oan nghiệp thì thuốc không có cách nào chữa trị mà cần phải điều giải bằng già trái chủ rời khỏi bạn thì bệnh sẽ liền khỏi loại thứ ba là bệnh nghiệp chướng tự mình hoặc là trong đời quá khứ hoặc là ngay trong đời này đã tạo ra nhiều nghiệp bất thiện việc này thì rất phiền phức y dược không có tác dụng gì điều giải cũng không ít gì loại bệnh này thì nhất định cần phải chân thành mà sám hối nếu chân thành sám hối thì đích thực có thể khiến cho bệnh khổ rời khỏi bạn những thí dụ này ở singapore rất nhiều trong thực tế ở những khu vực khác trên thế giới này thì chúng ta cũng thường hay nghe nói bị những thứ bệnh như là ung thư họ có lòng tin chăm chỉ mà tu học không để sự việc này ở trong tâm thì cái bệnh này tự nhiên sẽ khỏi các vị cũng nhìn thấy cư sĩ lý mộc nguyên của cư sĩ lâm đây là một thí dụ hay nhất Mười năm trước Ông đã mắc bệnh ung thư Tế bào ung thư đã lan rộng ra Tất cả các bộ phận trong nội tạng rồi Bác sĩ nói Ông chỉ còn sống được ba tháng mà thôi Thế là ông ở trong tình huống như vậy Liền buông xuống vạn duyên Đến cư sĩ Lâm để làm nghĩa công Sống một ngày Niệm Phật một ngày Cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới Không có một tạp niệm thứ hai nào sau khi 3 tháng qua đi Thì không có chuyện gì nữa 6 tháng qua đi sức khỏe vẫn rất tốt Để đi kiểm tra thì phát hiện bệnh ung thư đã không còn nữa Bác sĩ nói đây là kỳ tích Cần gì xem ông hiện nay đã sống được 10 năm rồi Mà sức khỏe thì càng ngày càng khỏe hơn Siêu dược hơn những người thông thường Cho nên tôi cũng thường nói Có bệnh mà bác sĩ đem bệnh của bạn trị khỏi trên thực tế không phải là bác sĩ trị khỏi rất nhiều bác sĩ đều đồng ý với cách nói của tôi mà đó là lòng tin của bạn đã trị khỏi bệnh cho bạn bạn có lòng tin đối với bác sĩ nói loại, loại thuốc này rất có hiệu quả nếu như bạn đối với bác sĩ này hoài nghi không tin tưởng thì dù bác sĩ giỏi như thế nào cũng không thể trị bệnh cho bạn được rồi từ chỗ này thì chúng ta liền có thể hiểu phật ở trên kinh nói với chúng ta cảnh tùy tâm chuyển thân thể này của chúng ta là cảnh là tùy tâm mà chuyển nếu như tâm của bạn thường xuyên cảm thấy bản thân mình có bệnh thì người dù không bệnh cũng nhất định sẽ sanh bệnh vì sao vậy tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh mà bạn ngày ngày nghĩ tưởng đến bệnh thì bệnh liền đến thôi Người ngày ngày niệm Phật Ngày ngày tưởng nhớ đến Phật Thì làm sao lại là sanh bệnh được chứ Cho nên Bạn phát cái nguyện này Bạn niệm Bạch y thần chú cũng được Chỉ cần dùng Tâm chân thành để mà niệm Thì sẽ linh Thành tắc linh Bạch y thần chú từ xưa đến nay có rất nhiều người nói là giả Không phải là thật Thế nhưng bất luận là thật hay giả Chỉ cần bạn có lòng thành Thì nó sẽ có cảm ứng Vì vậy niệm quan âm Bồ Tát cũng được Niệm a di đà Phật cũng được Phải có lòng tin kiên định Không nên để ý suy nghĩ về bệnh Ở trong tâm nữa Như vậy thì được rồi Không nên nhớ nghĩ đến bệnh Mà nhớ nghĩ đến Phật Nhớ nghĩ đến Bồ Tát Nhớ nghĩ chính mình Phải chăm chỉ y chiếu theo lời giáo huấn của Phật Bồ Tát mà tu hành Niệm Bạch Y Đại Sĩ Bạch Y Đại Sĩ là quan Thế Âm Bồ Tát Chỉ niệm danh hiệu của Ngài Niệm cái thần chú này của Ngài Thì có thể hiệu quả hay không? Hiệu quả rất là mỏng Thế nào mới có hiệu quả vậy? Phải nói theo Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn của quan Thế Âm Bồ Tát Cái công đức này là vô lượng vô biên vì sao vậy? Vì bạn đã trở thành quan thế âm Bồ Tát rồi Bạn đã không còn là phàm phu nữa Cái hiệu quả này mới thủ thắng Cho nên chúng ta học Phật Thì phải học cho giống như Phật Phải học trở thành Phật Việc này rất quan trọng Không phải ngày ngày niệm thì là được rồi Niệm niệm không có ích gì Mà nhất định phải làm cho được Ta niệm được, ta phải làm được Đây là chuyển phạm thành thánh vấn đề thứ hai cư sĩ đã thọ bồ tát giới nhưng mà gia đình không tin phật vẫn tùy ý ăn mặn vì cư sĩ này lại là người nội trợ trong gia đình vậy thì nên làm hay là không nên làm xin hỏi sư phụ như vậy có tổn hại đến giới hạnh hay không trên thực tế hiện nay thọ giới là hình thức bạn có thể đắc giới hay không Thì là một vấn đề lớn Bạn thọ ở những giới này Mỗi một giới đều Bạn có phải chân thật Đều đã hiểu hay chưa Phật dạy điều giới thứ nhất là không sát sanh Bạn có hiểu đạo lý của không sát sanh hay chưa? Trong mỗi giới điều Đều có giáo lý Có lý luận của giới có phương pháp tu hành của giới Trong phương pháp Thì mỗi một giới điều Đều có khai giá trị phạm Vì sư truyền giới này Có đem từng điều một giảng giải rõ ràng Cho bạn nghe hay không Mỗi một điều mà giảng rõ Thì cũng phải cần đến một hai giờ đồng hồ Nếu như bạn thọ là giới phạm võng Thập trọng tứ, thập bát, kinh giới Những giới luật này nếu giảng rõ ràng Thì ít nhất cũng phải cần đến thời gian một tháng nếu bạn cứ hồ đồ không rõ Và đi thọ giới Thì chỉ là thọ trên hình thức mà thôi Cái gì cũng không hiểu mà Thì bạn làm như thế nào đây Khi tôi mới bắt đầu học Phật Lão sư dạy giới của tôi vào lúc đó là chương gia đại sư Ngài không chú trọng hình thức Ngài chú trọng thực chất Bạn có thể làm được một điều Thì bạn thật sự thọ được một điều Bạn làm không được thì không những là lừa gạt chính mình mà cũng lừa gạt phật bồ tát một người tốt thì làm sao có thể nhẫn tâm làm những sự việc này chứ ngẫu ích đại sư là tổ sư tịnh độ tông là người cuối thời minh đầu thời thanh ngài đã nói rất hay trung quốc từ thời nam tống trở về sau đã không còn tỳ kheo chân chánh nữa rồi cho nên tỳ kheo giới toàn bộ không phải là chân thật nữa là ngẫu ích đại sư đã nói ngày nay người xuất gia có nên thọ giới nữa hay không phải nên phải thọ giới thọ hình thức tự mình nhất định phải nên hiểu chỉ là một cái hình thức quyết định là không thể đắc giới rồi nếu như đã thọ tỳ kheo giới Tự mình cho rằng chính mình là tỳ kheo Thì đây là đại vọng ngữ Ngẫu ích đại sư đã làm thi phạm cho chúng ta Sau khi thọ tỳ kheo giới Thì thối giới Cả một đời tự mình giữ giới sa di Chúng ta nhìn thấy có rất nhiều trước tác của Ngài Bồ Tát giới sa di Bởi vì Bồ Tát giới và sa di giới Là có thể phát nguyện ở trước Phật Bồ Tát nhưng mà tỳ kheo giới thì nhất định phải có tỳ kheo chân chánh truyền thụ Ít nhất phải có năm vị tỳ kheo Không có tỳ kheo chân chánh truyền thụ Thì tỳ kheo giới là nhất định không thể đắc được rồi Cho nên những thương thức này Chúng ta đều nên phải biết Không phải là làm một cái hình thức là một cái vẻ bề ngoài cho dễ nhìn Tôi là Bồ Tát Bạn là Bồ Tát Như Phật Bồ Tát không thừa nhận bạn là Bồ Tát Hộ Pháp Quỷ Thần cũng không thừa nhận bạn là Bồ Tát Bạn vẫn là uổng công Bồ Tát giới bạn chân thật đã làm được rồi Bạn không có đi thọ cái hình thức này Nhưng chư Phật Bồ Tát Vẫn thừa nhận bạn là Bồ Tát Hộ Pháp Long Thiên thừa nhận bạn là Bồ Tát Chúng ta phải hiểu cái đạo lý này người phụ nữ bồ tát nội trợ ở trong gia đình có thể nào làm những loại thức ăn mặn để cúng dường cho người nhà hay không có thể vì sao vậy vì hành bồ tát đạo cứu độ những chúng sanh này thời gian lâu rồi họ sẽ cảm động bồ tát là phải giới sát phóng sanh mà vẫn phải sát sanh cho chúng ta ăn đến sau cùng lương tâm của họ phát hiện ra họ sẽ quay đầu thôi cho nên bồ tát chân chánh là gì là độ chúng sanh người trong nhà của bạn trước tiên bạn phải có trí huệ bạn phải có thiện xảo phương tiện bạn phải khiến họ cảm động cho nên đây là hành bồ tát đạo lý ở trong đây rất sâu sự cũng rất phức tạp phải chăm chỉ mà học tập Mới biết được thế nào là như Pháp Vấn đề thứ ba là Trong tình hình người nhà cực lực phản đối Nhưng bản thân mình lại nhất quyết đi Đông Thiên Mục Sơn Việc này có phải là không được như Pháp không? Có như Pháp hay không? Thì phải xem tình trạng khi đó Trước tiên bạn phải tìm hiểu xem Người nhà phản đối là vì cái gì Bạn phải tìm ra nguyên nhân Sau đó lại phải giải trừ nguyên nhân này Thì người trong nhà của bạn sẽ không phản đối nữa Mục đích mà bạn đi đến Đông Thiên Bục Sơn Là làm gì? Có đạt đến mục đích hay chưa? Có được thu hoạch chân thật hay không? Bạn làm thế nào để mang thu hoạch đó trở về để chia sẻ cho người nhà của bạn? Để cho người trong cả nhà bạn được pháp hỷ thì vì sao họ sẽ không còn phản đối nữa? Phật pháp quyết định không phải là mê tín. Phật pháp đối với hết thầy chúng sanh có lợi ích chân thật vấn đề thứ tư là thỉnh sư phụ giảng giải cách sử dụng mền đà la ni như thế nào mền đà la ni là một tập tục cần phải có người tu hành chân thật người xuất gia hay tại gia đều được người tu hành chân thật được thần chú gia trị người đang lâm chung này có thể giảm nhẹ được sự thống khổ nếu như không có người tu hành chân thật gia trị cái mền Đà La ni này hiện tại đều là in ra Mỗi lần in là mấy nghìn mấy dạng cái Thì các vị nghĩ thử xem có tác dụng gì không Nếu như cái mền này có tác dụng to lớn Đắp cái mền Đà La Ni này mà nhất định có thể giảng sanh vậy thì xin hỏi chúng ta vì sao phải tu hành cực khổ vậy để làm gì Đâu cần tu nữa Việc xấu gì cũng có thể làm Đến khi cần chết thì đắp một tấm mền Đà La Ni này thì liền giảng sanh Thiên hạ làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ Không nên để cho người khác lừa gạt Cái tập tục này gần đây mới có Ngày trước thì không có Năm xưa khi chúng tôi học Phật Đều không có cái tập tục này Đại khái là khoảng 30 năm gần đây Cái tập tục này ngày càng thịnh hành hơn tóm lại một câu mà nói tự mình phải chăm chỉ tu trì chăm chỉ nỗ lực chúng ta nhìn thấy trong quá khứ thời cận đại có rất nhiều người niệm phật đứng mà giảng sanh ngồi mà giảng sanh Biết trước ngày giờ ra đi họ đều không có nghĩ đến cái mệnh đà la ni này không hề nghĩ họ chỉ nghĩ đến một câu phật hiệu thôi Chân thật niệm đến nhất tâm bất loạn Thì vấn đề này mới có thể giải quyết Tâm tịnh tắc Phật độ tịnh Những lời này phải nên ghi nhớ Tây phương cực lạc thế giới Trên Kinh đã nói rất rõ ràng Chư thượng thiện nhân Câu hội nhất xứ Cho nên cổ đại đức dạy chúng ta Tri giới niệm Phật trì cái giới gì có thể đem ngũ giới thập thiện làm cho tốt bạn quyết định sẽ được giảng sanh ngũ giới thập thiện đều không có có dùng một dạng cái mình đà la đi thì nó cũng chỉ đè chết bạn mà thôi vấn đề tiếp theo là thỉnh sư phụ khai thị làm thế nào mới có thể nắm chắc việc chúng ta luôn luôn là nội tâm cầu pháp chứ không phải là ngoại tâm cầu pháp câu hỏi này của bạn hỏi rất hay thế nào gọi là nội tâm thế nào gọi là ngoại tâm trước tiên phải phân biệt cho rõ ràng ngoại tâm là gì bên ngoài là ngũ dục lục trần sáu căn của bạn khi tiếp xúc thì bạn bị nó mê hoặc đó chính là biến thành ngoại tâm tâm của bạn là chạy ra bên ngoài nghe nói pháp môn này cũng không tệ pháp môn kia cũng rất hay thì trong tâm bạn liền không có làm chủ được rồi đây là ngoại tâm cầu pháp hướng vào nội tâm chính là xây dựng tính tâm nguyện tâm ta ngày nay tu pháp môn tịnh độ Đối với A-di-đà Phật Đối với Kinh Vô Lượng Thọ Đối với Kinh A-di-đà Quyết định phải tin sâu Tuyệt đối không hoài nghi Ta một đời này chính là y chiếu theo Kinh giáo để mà tu học Phật ở trên Kinh đã dạy chúng ta làm như thế nào Thì chúng ta thật thà y giáo phụng hành Người ta nói Kinh này tốt Luận kia hay Thiền tốt, tông tốt ta đều cung cung kính kính niệm a di đà phật ta cung kính đối với họ ta không nghe họ ta là lão thật niệm phật trong tâm bạn là có sự làm chủ đây gọi là nội học một môn thâm nhập hương tu trong thời gian lâu dài tuyệt không thay đổi đây chính là nội tâm Dễ dàng bị cảnh giới bên ngoài dao động Vậy thì đây là ngoại tâm cầu Pháp không sai rồi Kết quả là việc gì cũng không thành Tuy nhiên học Phật quan trọng nhất Bạn phải hiểu được là học cái gì Tam Phước đã giảng ở trong quán kinh là nền tảng, là căn bản Hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng Từ tâm bất xác Tu thập thiện nghiệp Đây là gốc Mức độ thấp nhất Là phải thực hiện được bốn câu này Chúng ta niệm Phật cầu sanh tịnh độ Thì mới có hy vọng Mới có thể tương ứng Nếu như bốn câu này mà không có bạn có làm nhiều việc tốt đến đâu đi nữa cũng đều là giả đều không tương ưng cho nên tịnh nghiệp tam phước không những là tu tịnh độ mà bất luận là tu pháp môn gì phật đã nói rất rõ ràng đây là tam thế chư phật tịnh nghiệp chánh nhân do đây mà biết tâm hạnh của chúng ta tương ưng với tam phước thì đây là chánh pháp đây là có căn có bản Trái nghiệp với tam nghiệp Là không có căn không có bản rồi Bất luận là tu pháp môn gì Đều không thể thành tựu Việc này là vô cùng quan trọng Cho nên người học Phật nhất định phải biết Hiếu thân tôn sư Cha mẹ không còn Thì luôn luôn phải tưởng nhớ Tự mình tu hành cho tốt Đây chính là báo ân cha mẹ và sư trưởng Chúng ta tự mình làm không tốt Là có lỗi với cha mẹ Có lỗi với sư trưởng Vấn đề thứ sáu là Nghe sư phụ giảng Ma cũng có thể khiến người ta làm việc thiện Hoặc là khai trí huệ Vì ma cũng có thể gia trì cho người niệm Phật hay không Ma đích thực Là có thể dạy người ta làm việc thiện mà cũng có thần thông Cũng giúp bạn khai trí huệ Cái trí huệ này không phải là chánh huệ Mà là tà huệ Nói một cách khác Trí huệ để cho bạn làm việc xấu là rất cao Bạn phạm pháp Pháp luật không có cách nào để bắt được bạn Bạn vô cùng thông minh Rất là cao minh Sức mạnh của ma sẽ gia trị cho bạn Bạn cũng có thể làm được rất nhiều Rất nhiều việc thiện ma và phật khác biệt ở chỗ nào vậy bất luận là làm được bao nhiêu việc thiện thì chỗ lợi ích là quy về cho chính mình đây chính là ma phật dạy người làm việc thiện chỗ tốt lợi ích hết thảy đều cống hiến cho chúng sanh khác biệt là ở chỗ này ma không có vuông bỏ tự tư tự lợi nếu không có lợi ích cho chính mình thì họ sẽ không làm phật thì không có tự tư tự lợi không có thị phi nhân ngã không có tham sân si mạng bạn hãy ghi nhớ ma và phật khác biệt là ở chỗ này ma là có tham sân si mạng bạn mà đắc tội với họ thì họ sẽ không bỏ qua cho bạn rồi họ sẽ báo thù bạn còn phật bạn đắc tội với ngài ngài sẽ không báo thù bạn khác biệt là ở chỗ này một vấn đề sau cùng cư sĩ tại gia trở niệm cho người xuất gia khi phát hiện không có đầy đủ điều kiện giảng sanh lại không có bất kỳ ai có thể khai thị lúc này cư sĩ tại gia có thể khai thị cho sư phụ xuất gia Vạn duyên buông xuống Giữa lòng tin kiên định Cầu sanh Tây Phương cực lạc thế giới Phải nhất tâm niệm di đà thánh hiệu Cách làm này có dư pháp hay không? Đây là việc vô cùng vô cùng dư pháp Người xuất gia hay người tại gia Khi được trợ niệm cũng phải nhắc nhở họ bạn có thể nhắc nhở họ thì bạn chính là phật bồ tát bạn đã thực sự giúp đỡ họ một phen vào lúc này là thời khắc mấu chốt chỉ cần nhìn thấy ý chí và tinh thần của họ không thể tập trung thì những câu này là quan trọng hơn bất cứ thứ gì cho nên nhất định không nên để những hình tượng của người xuất gia làm ảnh hưởng vì thì bạn thực sự là không hiểu gì đối với phật pháp trong phật pháp bạn xem bất kỳ kinh điển nào cũng đều nói với bạn phật pháp là pháp bình đẳng bình đẳng ở trên lý cũng bình đẳng ở trên sự tứ chúng đồng tu phải cùng nhau giúp đỡ đặc biệt là trong thời đại này đây là loạn thế người xuất gia cũng rất vất vả cũng rất đáng thương tuy rằng xuất gia rồi nhưng có chân thật có cơ hội nghe được chánh pháp hiểu được chánh pháp tu trì chánh pháp thì đều tồn tại rất nhiều nghi vấn cho nên chúng ta nhìn thấy có cơ duyên này thì nhất định phải giúp đỡ họ nhất định không có nghi hoặc như vậy thì tốt các vị đồng học ở chỗ này có đồng tu của phúc đỉnh họ đã nêu ra một vấn đề hỏi về sự việc quy y quy y thì thực chất quan trọng hơn là hình thức ở trên hình thức thì chỉ cần là người xuất gia là một sự chứng minh cho bạn là một cái nghi thức gì là được rồi bởi vì bạn là quy y tam bảo không phải quy y một vị pháp sư quan niệm này thì nhất định phải nên rõ ràng phải thật minh bạch nếu như là quy y một vị pháp sư nào thì thì bạn sai rồi cái quan niệm này là một sai lầm rất lớn Nói một câu khó nghe Thì là một lỗi lầm rất nặng Là lỗi lầm gì? Là phá hòa hợp tăng Mà trên kinh Phật đã nói Bạn đã phá hoại tăng đoàn rồi Đã hủy hoại chế độ của tăng đoàn Cho nên lỗi lầm này Nếu như y theo trên kinh điển nói Thì đọa A tỳ địa ngục Bạn không quý y thì không sao Nhưng quý y rồi thì lại gây ra tội lỗi lớn như vậy Quy y Tam Bảo Bạn là đệ tử của Tam Bảo Tam Bảo là Phật Pháp Tăng Tăng là người xuất gia Trong tận hư không khắp Pháp giới Thì đều là Tăng Bạn sao lại có thể đi quy y một người chứ Cho nên trước tiên Chúng ta phải đem cái quan niệm này Làm cho rõ ràng Nhất định phải hiểu được ý nghĩa chân thật của tam quy sự việc này thì thiền tông lục tổ huệ năng đại sư ở trong đàn kinh đã nói rất hay chúng ta từ trên đàn kinh xem thấy khai thị của đại sư ngài thì biết được sự sai lệch trong cái quan niệm về quy y đã sản sinh ra sự hiểu lầm đại khái là từ thời triều đường đã có rồi nếu không mà nói ngài giảng tam quy y thì ngài không thể nói là quy y giác quy y chánh quy y tịnh cách mà ngài nói tam quy y là như vậy cách nói như vậy rất hay để cho chúng ta khi nghe được không đến đổi sanh ra sự hiểu lầm phật ý nghĩa là giác ngộ pháp là chánh tri chánh kiến tăng là sáu căn thanh tịnh một trần không nhiễm ý nghĩa của quy y là gì quy là quay đầu y là nương tựa chúng ta từ trên hết thảy sự sai lầm quay đầu trở lại nương dựa vào sự chính xác đây gọi là quy y chúng ta từ trên mê hoặc điên đảo quay đầu trở lại phải dựa vào giác ngộ Đây gọi là quy y Phật Phật là giác ngộ Phật đại biểu cho sự giác ngộ Ta có thể đối người Đối sự đối vật Giác mà không mê Đây chân chánh gọi là quy y Phật Ta đối với người, đối với việc, đối với vật Tư tưởng kiến dạy của ta thuần chánh Không có sai lầm Đây gọi là quý y pháp Quy y pháp là từ tư tưởng kiến giải sai lầm Quay đầu trở lại Y theo tư tưởng kiến giải chính xác Là cái ý nghĩa như vậy Ở trong tam quy y Thì điều này là quan trọng nhất Tiêu chuẩn của ta chánh là gì? Chúng ta làm thế nào để hiểu được Ta nghĩ sai, ta nhìn sai, ta nói sai thì sao? Tiêu chuẩn là kinh điển. Cho nên nói, phạm là y theo ý nghĩ của chính mình, cách nghĩ của tôi, cách nhìn của tôi, cách làm của tôi. Đây là sai rồi. Là tạo nghiệp. Đem thành kính của chính mình, cách nghĩ, cách nhìn, cách làm của mình buông xuống từ chỗ này mà quay đầu trở lại tùy thuận theo giáo huấn của kinh điển đây gọi là quy y pháp phật ở trên kinh dạy chúng ta làm như thế nào thì chúng ta làm như vậy vậy ta không thể làm thì chúng ta không làm cho nên đây là tiêu chuẩn tam quy y đây là tiêu chuẩn quy y tăng tăng ý nghĩa là thanh tịnh ý nghĩa là hòa mục tăng tu lục hòa kính chúng ta sống bất hòa với người khác phải từ chỗ bất hòa này mà quay đầu lại hòa mục với mọi người đây gọi là quý y tăng tâm của chúng ta không thanh tịnh sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài trong tâm khởi lên tham sân si mạn cái này là không thanh tịnh rồi từ không thanh tịnh mà quay đầu lại nương dựa vào tâm thanh tịnh xử sự đối người tiếp vật không khởi tham sân si mạng vậy thì dùng cái tâm gì dùng tâm chân thành thanh tịnh bình đẳng từ bi đây gọi là quý y tăng không phải là quý y một người nào cho nên khi bạn thọ trì tam quy thì lúc này vị pháp sư làm nghi thức quy y cho bạn phải đem những đạo lý của tăng quy y nói một cách rõ ràng thấu đáo cho bạn nghe bạn chân thật hiểu rồi họ chỉ là làm cái nghi thức này cho bạn chứ không phải là quy y cái vị pháp sư này bạn quy y con người này bạn quy y với vị pháp sư này họ thì quy y vị pháp sư kia đây là sư phụ của tôi kia không phải là sư phụ của tôi thì không phải là bạn đã tạo ra đảng phái rồi sao bạn không phải là đã phân hóa tăng đoàn rồi sao Tăng đoàn vốn dĩ là hòa hợp Là tăng đoàn hòa kính Bạn lại ở trong đó tạo ra đảng phái Khiến cho tăng đoàn bất hòa Tăng đoàn bất hòa Thì kết tội nghiệp này Chính là A Tỳ Địa Ngục Là tội ngũ nghịch Giết cha giết mẹ giết A-La-Hán Làm thân Phật ra máu Phá hòa hợp tăng Cho nên vừa quý y Thì đã phá hòa hợp tăng rồi bạn lúc chưa quy y thì không tạo ra cái trọng tội này vừa quy y thì đã tạo ra cái trọng tội này rồi cho nên tam quy phải giảng cho rõ ràng phải giảng cho minh bạch không thể mơ hồ mà đi làm được những vị pháp sư quy y thọ giới thế độ xuất gia này đều không quan trọng việc này cũng giống như chúng ta học phật thì họ là người giới thiệu cho chúng ta vậy chúng ta cũng rất cảm ơn sự giới thiệu của họ chúng ta tự mình tu học tương lai có thành tựu hay không thì là do sự thân cận với vị lão sư dạy bảo của chúng ta vị lão sư này mới quan trọng vị lão sư này trong nhà phật chúng ta nói đây là lão sư truyền pháp chúng ta là đệ tử truyền pháp của họ Nhà Phật gọi là Pháp tử Pháp tử thì rất tôn quý Bạn tu hành chứng quả đắc đạo là từ họ mà ra Họ không phải là vị thầy thế độ của bạn Họ cũng không phải là vị thầy làm quy y cho bạn Nhưng mà họ thành tựu cho bạn Đạo nghiệp của bạn là từ họ mà thành tựu Cho nên mối quan hệ của Pháp tử thân thiết hơn so với mối quan hệ của thế độ truyền giới rất nhiều. Chúng ta phải hiểu được cái đạo lý này. Liên quan đến sự giảng giải về ý nghĩa của Tam Quy Y thì chúng tôi có ba cuộn băng ghi hình, băng ghi âm, băng ghi hình và còn có một quyển sách nhỏ nữa những thứ này Các vị có thể mang nhiều một chút đem về nhà Bất luận là một vị Pháp Sư nào Chủ trì tam quy y cho bạn Mà chỉ cần xem hiểu là được rồi Là tốt rồi Bạn đứng ở trước hình tượng Phật Bồ Tát Tự mình thọ tam quy y cũng được Thọ tam quy y ngũ giới đều có thể được Tự mình phát nguyện Y chiếu theo cái đạo lý này, y chiếu theo cái phương pháp này mà làm, bạn đều là đệ tử của Tam Bảo, chân thật phát tâm, cho nên tự mình ở trước tượng hình Phật Bồ Tát, phát nguyện thọ tao quy y đều có thể được. Nếu các vị muốn có người chứng minh, tôi có thể làm chứng minh cho các vị. Các vị chân thật nghe rõ ràng rồi, hiểu thấu đáo rồi, hiểu được ý nghĩa của tao quy y rồi tôi có thể làm chứng minh cho các vị chứng điệp quy y ở nơi đây bạn đều có thể mang về mang về nhà bạn tự viết tên của mình vào quan trọng nhất là phải làm cho rõ ràng làm cho minh bạch ngũ giới cũng có thể ở trước hình tượng phật bồ tát để phát nguyện mà cầu thọ giới Chúng ta hiện nay dùng lời thể cũng vô cùng đơn giản Đây là trích ra từ giáo giới của Hoàng Nhất Đại Sư Đây là một vị đại đức rất có nghiên cứu đối với luật học cận đại Ông đã nói với chúng ta lời thể này Chính là lời thể mà năm xưa Khi Thế Tôn còn tại thế Đã truyền thọ tam quy cho các đệ tử tại gia Hoàng nhất đại sư đã khuyên chúng ta sử dụng Chúng tôi cảm thấy cái này của Ngài Đơn giản mà long trọng Cũng rất là tiện lợi Nên chúng tôi đã sử dụng lời thể này Phương pháp thọ ngũ giới Cũng là do hoan nhất đại sư Từ trong giới luật mà trích lục ra Đơn giản vắng tắt Chúng ta phát nguyện Nguyện là thể nguyện ở trước hình tượng phật bồ tát cầu phật bồ tát làm chứng minh cho chúng ta từ nay về sau y theo giáo giới của phật bồ tát mà học tập học tập ở đâu vậy học tập ở trong đời sống học tập ở trong công việc học tập ở trong việc tiếp xúc với hết thảy người và vật trong việc học tập này quan trọng nhất là buông bỏ thành kiến của chính mình tuân thủ giáo huấn ở trên kinh điển thì bạn chân thật là quy y chân thật quay đầu thì chân thật có được chỗ nương tựa người quy y như vậy thì Phật ở Tuyên Kinh đã nói là Ngày đêm có 36 vị thần hộ Pháp bảo hộ cho bạn Cho nên bạn phải chân thật quy y Chân thật quay đầu Chân thật y giáo phụng hành Người này Đương nhiên được chư Phật hộ niệm Đương nhiên được Hết thảy thiên long thiên thần bảo hộ Vì sao vậy? Hiện tại thế gian này Những thiện nhân như vậy quá ít Quá hiếm có Cho nên chúng ta tỉ mỉ mà quan sát Ở trong nhà Phật Không những là đồng tu tại gia Mà ngay cả đồng tu xuất gia thì có được mấy người chân thật quay đầu chứ Có được mấy người chân thật y theo giáo huấn của Phật Bồ Tát chứ Rất hiếm có Cho nên nếu chân thật có vài người phát tâm Thì đó là bảo bối của chư Phật Bồ Tát rồi Đây là người cùng một tâm Tâm cùng một lý Chúng ta có thể nghĩ đến được Chân thật làm đệ tử của Phật thì được hết thảy chư phật như lai hộ niệm bạn là đệ tử giả của phật thì phật không hộ niệm bạn rồi thiện thần cũng tránh xa bạn vậy thì vây xung quanh bạn là gì vây quanh bạn là ác ma là yêu ma quỷ quái là tà thần họ sẽ quay quần xung quanh bạn chúng ta phải nên hiểu những chân tướng sự thật này cho nên mọi người hiểu được rồi vị pháp sư nào làm nghi thức cho bạn thì không quan trọng quan trọng nhất là phải hiểu được đạo lý của quy y giới ở chỗ này cũng nói thêm Tôi bình thường dạy người Thọ trì một bộ kinh Một câu Phật hiệu Đây là căn cứ vào căn tánh Của đại chúng hiện tại mà nói Con người quý ở chỗ tự biết mình Tự mình hiểu được chính mình Tự mình không phải là người thượng căn lợi trí Thứ nhất là tư tưởng hỗn loạn ý chí không thể tập trung đây là vết thương chí mạng của chúng ta tù học pháp môn nào cũng đều không thể thành tựu thế là chúng ta lại nghĩ đến có rất nhiều ông lão bà lão họ cũng không biết chữ cái gì cũng không biết vậy họ niệm một câu a di đà phật thì họ lão thật mà niệm niệm được vài năm thì người ta đứng mà giảng sanh ngồi mà giảng sanh biết trước ngày giờ chúng ta phải học họ họ là vị thầy tốt của chúng ta bạn hỏi họ về phật pháp thì họ không biết gì cả bạn hỏi họ thế nào là phát Bồ Đề Tâm Họ sẽ lắc đầu với bạn Họ không biết Thế nhưng một câu Phật hiệu Thì họ thật sự đã giảng sanh Vạn duyên buông xuống Đây là tấm gương tốt cho chúng ta Chúng ta phải nên học hạng người này Học người thượng trí thì không đủ năng lực Người ta là một nghe ngàn ngộ Xem nhiều bao nhiêu, nghe nhiều bao nhiêu Tâm họ vẫn là thanh tịnh trong tâm họ không có vọng tưởng Chúng ta thì mới đọc lướt qua Mà vọng tưởng rất nhiều Đã đem đạo tâm của chúng ta quỷ mất Đạo tâm là gì? Đạo tâm là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng Chân thành thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi là đạo tâm Xem nhiều rồi, tiếp xúc nhiều thì tâm liền loạn Một ngày từ sáng đến tối nghĩ tưởng lung tung Phật ở trên kinh này nói có Kinh kia nói không Thì rốt cuộc là có hay không Liên khởi vọng tưởng Người thượng căn Nghe Phật nói không Nghe Phật nói có Họ một niệm cũng không sanh Họ nhất định là không có vọng tưởng Phân biệt chấp trước Vậy thì được Người như vậy có thể học rộng nghe nhiều họ là người đã khai chân thật trí huệ họ không khởi vọng tưởng còn chúng ta thì vọng tưởng phân biệt chấp trước quá nghiêm trọng rồi vậy thì phải làm sao một bộ kinh thì tốt rồi một bộ kinh ta từ sớm đến tối nghĩ tưởng đến là sự việc này không có cách nghĩ thứ hai cho nên tịnh tông năm kinh một luận tốt nhất chúng ta hãy chọn ra một loại chọn loại nào gì loại nào cũng được bạn thích chọn loại nào thì cứ lấy loại đó trong cả cuộc đời đọc tụng một bộ kinh chỉ niệm một câu phật hiệu bảo đảm bạn giảng sanh nếu như bạn muốn đọc nhiều một chút thì việc giảng sanh của bạn sẽ không nắm chắc rồi đạo lý này chúng ta phải nên biết cơ hội giảng sanh tây phương cực lạc thế giới rất khó gặp được ở trên kệ khai kinh có nói là trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cậu những lời này là thật thời đại của càng long thì cư sĩ bành tế thanh nói là trăm vô lượng kiếp hiếm gặp được một ngày những lời này đều là thật không dễ gì mà gặp được sau khi gặp được chỉ cần chúng ta chịu tin tưởng quyết một lòng thì chúng ta sẽ thành công nhất định là không nên xem đọc quá nhiều mọi người hỏi ta cái này hỏi ta cái kia ta đều không biết không biết cũng không có gì mất mặt không thể giảng sanh tiếp tục trôi lăn trong luân hồi đó mới thực sự là mất mặt Người ta hỏi mình Mình chỉ biết niệm một câu a di đà Phật Ngoài việc này ra cái gì mình cũng không biết Người này là người đại trí huệ Người này Ở trong một đời quyết định là có thành tựu chân thật Thế xuất thế gian Pháp Hết thảy đều buông xuống Tôi thường trong lúc giảng kinh Đã khuyên người như vậy Bạn nếu như muốn học rộng nghe nhiều Được Hãy đi đến cực lạc thế giới rồi Thì sẽ học rộng nghe nhiều Trước khi chưa đến cực lạc thế giới Thì tạm thời buông xuống việc quản học đa văn Cho nên trong tứ hoàng thệ nguyện Chúng ta thường hay nói chúng ta hiện tại Chỉ cần nắm chắc hai điều đầu tiên Nhất định phải phát nguyện Chúng sanh vô biên thể nguyện độ Nhất định phải làm Phiền não vô tận thể nguyện đoạn Niệm Phật thì đoạn phiền não rồi Thân tâm thế giới Thế xuất thế pháp Hết thảy đều buông xuống Tâm thanh tịnh rồi Phiền não liền không còn nữa Cứ như vậy niệm Phật cầu sanh cực lạc thế giới Đến được thế giới cực lạc rồi Gặp được A-di-đà Phật thì bạn lại tiếp tục Pháp môn vô lượng thể nguyện học Vì thì không thành vấn đề rồi Bạn chân thật là có chỗ nương tựa rồi Bạn nương tựa vào A-di-đà Phật Bạn trực tiếp nhận được giáo huấn của Phật Bạn đi học vô lượng Pháp môn Cho nên Pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành Hai câu này đến cực lạc thế giới mới thực hiện Chúng ta ở nơi này làm không được ở nơi này nếu như bạn thực hiện pháp môn vô lượng thể nguyện học Vậy thì hỏng rồi Pháp môn mà học nhiều rồi Thì không ra khỏi được tam giới Trong đời quá khứ của chúng ta đã sai rồi Chính là sai ở chỗ này Hy vọng đời này không sai nữa trong một đời này quyết định phải thành tựu quyết định không thể để luống qua đồng học các vị ngày hôm nay đi đến nơi đây, đây nghe hiểu được những lời này của tôi các vị hiểu rồi có thể ghi nhớ có thể y theo mà làm thì bạn rất có phước báo thì lần này bạn đến singapore không uổng phí một chuyến đi nếu như ngại kinh vô lượng thọ quá dài thì kinh a di đà cũng tốt kinh a di đà không dài bạn mỗi ngày từ sáng đến tối đọc tụng một lần kinh a di đà sau đó tiếp tục niệm phật hiệu phật hiệu vào thời khóa sáng tối thì chuyên tâm mà trì danh nếu như công việc gia đình quá bận rộn bạn niệm một ngàn câu là được rồi bận rộn hơn nữa thì niệm một trăm câu niệm một sâu chuỗi dài là một trăm lẻ tám câu cũng tốt không thiếu sót một ngày nào thời khóa sáng tối đây là phương pháp đơn giản nhất bình thường thì cứ tán niệm nhớ đến thì liền niệm cho nên sâu chuỗi niệm phật đeo ở trên cổ tay đây là có tác dụng gì nhắc nhở niệm phật nhìn thấy sâu chuỗi thì liền nhớ đến a di đà phật a di đà phật tán niệm thì niệm được càng nhiều càng tốt tất cả những sự việc không liên quan đến mình thì nhất định phải buông xuống không nên suy nghĩ đến nó cũng không cần phải nói đến nó bạn cứ nghĩ đến nó nói đến nó đều gọi là tạo nghiệp nghĩ đến thì là ý nghiệp nói gì đó là khẩu nghiệp vì sao không niệm phật mà lại đi tạo nghiệp chứ cho nên cổ đức dạy người Ít nói một câu chuyện Niệm nhiều một câu Phật hiệu Đánh chết được vọng niệm Pháp thân liền hiển lộ Những lời này nói rất có đạo lý Hy vọng các đồng học chúng ta Cùng khuyến tấn lẫn nhau Được rồi hôm nay thời gian đã hết A-di-đà Phật Mèo, vọng tây cư sĩ a gmail.com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật